Thầy đeo đi nhanh này. Không biết. Ra ngoài kiểu gì nữa kìa. Fairies to have fire buoyant. Mình có thể drag cái đấy. Đi đi. Kéo đi, đúng rồi. Kéo lên trên đấy. Uầy, thế là mình có thể nhờ con đom đó mình giúp. Vai cả trường. Đây là cu. Game nhanh quá. Bạn có nhìn thấy cái đom đóm màu hồng đã bị kẹt, nó kiểu là better tôi đang bị kẹt đấy. Đấy, bạn phải làm thế nào để mở cái đấy ra. Để hiểu thôi như này này. Đấy, lôi đi. Lôi nó qua là cái đi. Đúng rồi, lét vào đấy, nhét vào đấy. Nhét vào đấy. Từ từ, thế này thì xong lên được. Cởi ra. Toàn mấy cái ngôn ngữ đéo ơi. Toàn mấy cái ngôn ngữ kỳ lạ vậy. Đi với bố bét kiểu cảm giác mình không bao giờ sử dụng ngôn từ nó bình thường được ấy. Ok. Dễ không? Dễ vai biểu. Bạn có thấy hai cái sắc thái giới tính kia nó đang gắn liền với nhau không? Đấy là tượng trưng cho sự đoàn kết đấy. Mà đéo bạn gay. Okay. Bạn... Cú đi. Ui, mày. Nice. Mỡ nhảy tí có thở dốc rồi. Làm gì mà phải căng thế? Mở ra. Mở. Thật khốn, nhích lên. Nhây cái điếu đánh chết rồi. Rồi. Đúng rồi. Mở cửa. Mở ăn chó ơi. Bye bye. Khốn rồi. Bye. Trời ơi. Đi. Đúng rồi. Ây da. Tẳng. Nhảy khó thế. Tôi thề luôn, trong con game là nó kiểu bị nhanh ấy. Nhanh, bạn chơi kém thì có. Bạn thấy quả đấy ngắn vãi đái. Này, này nhìn tôi nhá. Chạm như tôi là lửa đúng không? Tôi không chạm nước. Được chưa? Đấy. Như thế. À đây, bạn chạm nhá, bạn không bạn hề chạm. Đây này, bạn nhảy từ đây đúng không? Bạn nhảy từ cái nấm đúng không? Ok nhá. Qua đi, lại đi. Trời. Đấy. Đấy. Giờ cấm nhây nhá. Đứng yên một chỗ đi, cấm nhây. Đúng rồi. Này, nhờ phân nữa tôi đéo vào đấy. Bạn đéo vào thì tôi kéo nó ra. Rồi, nghĩ bạn đang play được tôi. Trời ơi. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Chơi tiếp. Tưởng cút mẹ mới đi. Kết liệu. Rồi đấy, giờ bạn cút được rồi. Đây á, giờ nhảy cẩn thận này. Đéo được. À không, chỉ cần một người đi qua đấy thôi. À đúng mình, rồi. Bởi vì nó kéo đúng mà. Con mẹ. Mình ngu thế. Trời ơi, một người qua thôi được rồi mà. Bạn qua đấy được cái điều gì ngu vậy. À, tôi hiểu rồi. Kéo cái đom đóm lên. Chọn nó. Đéo giữ được. Được. Nó không đủ nặng để giữ. Nó không đủ nặng để giữ thì... À đấy, bạn đứng giữ đấy xong rồi để con đom đóm nó qua rồi được. Hiểu chưa? À, thông minh lên. Trong đầu lúc nào toàn đít với trinh đít thì chịu. Này bạn nên biết ấy, tôi không thông minh nhưng mà tôi hay thua nhá. Được, bây giờ bạn phải qua cùng tôi. Anh em mình phải đoàn kết sát cánh bên nhau hiểu không? Ok, mẹ, mở ra. Mở. Giữ chỗ đấy lắm. Ừ, có thể lắm. Bạn phải giữ chỗ đấy với tôi hay sao ấy. Rồi, qua đi. Bạn giữ chỗ đấy cho tôi. Đấy, đúng rồi. Hay. Rồi. Đi thôi, xong rồi. Mãi là anh em bạn nhá. Ui, tối thế mẹ. Ui, đã quá bạn ơi. Đắc bù bù là mau. Kéo con đom đó mày đi. Kéo con đom này đi làm gì? Kéo nó qua, đấy. Đi đâu? Oh no, bé ơi. Giữ. Đúng rồi. Ơ đéo phải chỗ okay. À kìa. Đây để tôi. Rồi. Ai. Bọn mình lách luật vãi lìn. Ê nhưng mà bé ơi, nhưng mà đéo được. Bạn làm thế thì surprise motherfucker. Kẹt rồi. Tên này thì kẹt rồi gì lắm. À đúng mà. Bạn tên này thì kẹt rồi. Trời ơi thằng khốn. Thôi nhất gì ạ? Nhất gì? Ơi. Trước khi chúng ta thối giữa vì bị đói bụng ở đây thì thôi bạn Messi buku một tôi một phát đi. Không bạn. Biến đi. Đúng. Biến đi. Trở lại rồi. Nhét con đom đóm qua đây này. Đúng rồi đấy. Đang tới. Bé ơi. Không có tôi, không có bạn đâu. Đúng rồi. Mở ra. Này, không có tôi, bạn không qua được đâu nhá. Chúng ta sẽ kẹt đấy vĩnh viễn, hiểu chưa? Ờ đi kệ bạn ơi, tôi biết là tôi về được nhà rồi, làm sao? Bạn đi đi. Bạn đi
Thì thôi được rồi. Bạn đi đi. Nhất vi kẹt quá. Bạn cần tôi kéo ra không? Kéo ra. Cần tôi đẩy đẩy ra không? À, trời tao khốn. Đấy đúng rồi, đi thôi. Ok, đi rồi. Let's go. Kẹt trong muốn cười đó chịu được. Tại bạn không được thời gian đấy, nhầy cái điếu. À, bạn nói phần khác mà làm như tập map khác chứ. Cái này đơn giản đấy. Cái này là mình đưa bước qua đời nhau mà bạn. Ô! Ô, quen tưởng cứ đi ngược lối nhau. Ờ, ta phải kéo non đó mà. Ôi kìa! Ôi kìa, tôi tưởng phải đi ngược lối. Đúng mà. Sáng suốt lên. Nhá, đây này, phải làm như này này. Ok, an toàn rồi đấy. Tốt nhất là bạn nên tin tưởng vào bản lĩnh của tôi, hiểu không? Tôi thông minh thứ hai, không ai chủ nhật. Ôi, chào! cẩn thận. Làm thế, ngã! Ôi. Bạn đi đường kia! Trời, như này nhỉ? Ôi, trời ơi! Không, không. Revive được. Bạn ấn nhầm chơi lại rồi. Nào, con lo nóng đi ấy, con lo nóng đi. Này. Ờ, đây, để tôi đấy cho. Mẹ trời này đéo nhờn được, tinh thần đồng đội như con quẻ, bố nhỉ ông. Đúng rồi, đi xóa. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng... Đúng mà. Rồi. Này, nhờn à. Chúng ao play nhau à, không hề đâu. Kinh, bạn là nhất. Ôi. Tôi không giết được bạn thì bạn tự giết bạn. Tiếp đi. Ui. Ui. Helicopter. Ôi. Bé đây, tôi nôn mấy bãi rồi. Nhìn tôi như kiểu quả cầu lửa ấy, đúng không? Uầy, làm gì ấy? Làm trò gì? Anh lên. Tôi đéo xuống được. I believe I can fly. Thì như nào nhỉ? Đấy, để tôi lên cho. Bạn phải vào nhấn vào cái nút này để tôi lên ăn kim cương chứ. À ừ. Ok. Ở yên đây đi. Ở yên đây đi. Đúng mà. Sao bạn bảo là muốn I believe I can fly cơ mà. Đặt. Nhưng mà đéo phải fly long như này đúng không? Ấy buồn nôn chưa? Mát háng mới biểu. Mát háng à? Buồn nôn đéo gì? À đúng rồi, biết rồi, tôi biết rồi. Đúng rồi, đấy xong rồi tôi nhảy xuống. Ơ, ma thật. À từ, để tôi xem nào. Tôi xem nào. À! Ma thật, đỉnh, rất đỉnh nha. Đấy, đúng rồi. Đấy, rồi. Bạn bước lên đi. Bước vào trong. Đúng rồi, đấy. À. Đây. Rồi, đúng rồi. Lên rồi. Tôi chào bạn nhá, tôi về trường trước rồi. Bạn về được không? Tôi hỏi bạn về được không? Ờ, tôi về được. Không về. Bé này. Thực ra thì tôi cũng có chuyện muốn nói với bạn từ lâu lắm rồi. Ồ. Chó bét.